Ok, xin chào các bạn. Chào mừng quay trở lại series cùng chơi Round Quest 11. Mình không biết là mình có công thức gì mới nhỉ. Chúng ta vẫn chơi tiếp cái lần trước thôi. Cũng không có gì. Chứ mà mình muốn chơi hết luôn mà. Mình nghỉ một chút, mình chơi. Không có gì quá gọi là kinh khủng rồi. Mình muốn xem cái kết thúc nó như nào. Platinum Claw này, Eye Claw này, King Say Kaiser Ace. Ôi mấy cái này là quá yếu rồi đúng không? Bây giờ là mình cũng có luôn cả cái cây kiếm ánh sáng đó này, Sword of the Light này. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề quan trọng là nhân vật của chúng ta quá yếu luôn, Heavy One này. Không cái nào, không không cái One nào thường, One thường. Seraphic. Sao cái hoan thường này ít lựa chọn thế nhỉ? Wow, mình không ngờ luôn. Chỉ có 3 lựa chọn thôi. Tôi không thể tin được. Sao bây giờ nhân vật của chúng ta gần như là không không awakening được những cái kỹ năng ấy. Nên bây giờ nhân vật chính rất là mạnh nhưng các nhân vật khác như kiểu trò đùa trông rất là yếu luôn. Hôm nay chúng ta chỉ cách là lên được claw thôi, mình lên được claw nhiều quá rồi. Bây giờ ông này ông không học được cái chiêu bí kíp cao cấp của ông này. Bây giờ mình không hiểu về sao đánh chùm kiểu gì. Và chùm về sao là yếu, nó chỉ là thủ tục thôi nhỉ. Dodge Chain. Cái tăng này đúng kiểu thủ tục. Anh có học cái chiêu dìu ấy. Mình chả biết là bây giờ mấy nhân vật lại lên kiểu gì. Nhân vật kỹ năng nó tụt kinh quá. Tụt quá nhiều so với nhân vật chính ấy. Kiểu như cái bản trước kia là cũng kiểu tương đồng với nhân vật chính ấy. Ok, anh này đánh AoE à? Anh này bây giờ anh chơi anh này là hardcore chơi dìu rồi. Eric này, chơi dao. Anh có chơi Assassin's Star. Mà mình chỉnh lại mấy cái này mình không hứng thú lắm bởi vì nhân vật này bây giờ quá mạnh này. Kiểu nó quá cách xa ấy. Thế mình chơi cái whip. Chơi mẹ roi này, chơi roi. Thằng này mà không chơi roi thì thằng chơi dao cũng chẳng hay. Chơi roi giờ gần như đánh chùm là chào cờ. Có multi thrust. Okay. Chiều rất là quan trọng. Deliverance. Không quan trọng là pep chan. Critical hit chan wheeling cộng 4. Chẳng có gì nữa. Bây giờ chúng ta phải bay ra cái chỗ Galapolis này, đi ra kia xem. Tầm này nếu mà thua thì là thua theo kịch bản đó chứ còn. Bây giờ giết được thằng Morrigan thì cái kia nó lại rơi mẹ cha. Wow, thật là nhảm xịt. Ok, bây giờ mình phải chỗ ra chỗ Emerald Coast. Ôi sao tự nhiên có con rồng to thế? What the f. Hip drop. Ok, bạn anh thì anh sẽ gánh team. Ray Rizzo sáp. Con này sẽ đánh cái sáp.
Để tactic là Firewily. Ok. Multithread. Dragon Slash. Úi giời. Con này khỏe thế. Phải chết. Và bây giờ nhân vật mấy nhân vật này được lên level ác. Từ từ bây giờ mình phải đi ra cái chỗ Hot Heller. Mình ra, phải đi ra cái chỗ Emerald Coast rồi nhỉ. Bọn này cút đi. Thế bay dinh nữa nhỉ. Chẳng quan trọng lắm. Mà không ngờ bây giờ gặp con rồng rất là to. Cái này là bay dinh là chúng bay được, nhưng mà mình thử mình chờ đi như này xem có cái chuyện gì xảy ra. Nói chung là team chúng ta phải cày rất là nhiều nữa thì mới ấy được. Úi giời, Multithread Flame Slash. Úi giời. Các bạn đánh kinh thế nhỉ. Wow, mình coi thường. Chung là cũng chết. 2000 kinh nghiệm luôn. Wow, lên ác thế này. Không tệ chút nào. Ra phải con rồng này. Black Dragon. Ủa, nó phệt trước á. Úi dồi ôi. Multithread này. Chết rồi. Úi dồi, tìm. Con chó này. Ui nó lại phun lửa thế đấy. Ui may mà Serena nhà mình là có cái gì nhỉ, chống phép ấy. Có cái áo chống phép. Ui giời, phun con đĩ này. Dinh lên. Wow, bố mày giết mày. Ui ui rồi. Tôi chết rồi. Ôi ngon quá. Ok anh này anh sẽ gọi mình. Không ổn, tactic. Cho anh lên này. Không em lên này. Back up. Đĩ chết. Đĩ này nó phệt mình dậy. Gọi lại đây. Ta chỗ Emerald Coast này. Emerald Coast này có cái đường ra chỗ Hotto ấy. Xem có sự kiện này xảy ra đi kiểu truyền thống. Ngọc bây giờ mình đủ mấy viên rồi. À, đi xuống cái chỗ dưới nước hỏi. Nói chung là cái story bây giờ gần như là không biết, không thể là đoán trước được không? Đấy. À hình như là cái đoạn này là mình không dinh được mà. Ủa, trông nhìn kinh nhỉ. You can say that again. What the heck? What the heck is it? It's giving off waves of. Oh, I don't know what, but whatever it is, it's certainly not pleasant. Well, then it can't be Erdwin's lantern, can it? We need to do something about it, whatever it is. But how do we even get up there? Bây giờ phải kiếm cái con bay. Well, well, dear Luminae. It seems you were in quite the pickle. Từng bảo là lão đã không chết. How? Mordigan, you're alive. You're seeing me as Mordigan now, you say. How very intriguing. Well, no need to panic. I'm not Mordigan. It's me. The one who calls people call
the seer. Wait, how can you be the seer? Oh, anyone can be the seer, my young friend. Or should I say, seer can be anyone. Depends on how you look at things, really. Anyway, we can't have you all on edge like this now, can we? One moment. Un poco low. There. Now, where were we? Ah, yes. I was having a lovely vision of you all riding Cetacea to see the Watchers. What the heck are you talking about? Let's just say that the hallowed tones of the Flute of Legend will carry you to every corner of the land, and leave it at that, shall we? The what of the what will what? Honey, you're not making any sense. You don't have much time, you know. I wouldn't stand there gawping like that if I were you. I don't know how legendary it is, but we do have a flute. Do you think this could be the one? Yes. Well, it's the Mình không hiểu sao tại cái đoạn này nó có yes đâu là to give it a go. Is anybody else seeing kind of a huge, enormous whale flying through the air? Didn't the seer mention us riding something called Cetacea? Oh my! She couldn't have meant that, could she? What's that gormless grin for? Anyone would think you went flying around on whales for fun. Well, I'm game if you are. All aboard! We've got a whale to catch and some watchers to meet. Bây giờ mình có thể đi ra cái chỗ đảo bay. Bây giờ hình như phải đi ra cái chỗ gặp Watcher. Cái chỗ mà Heaven Above. Ui, đâm vào đây luôn được rồi. À, không được rồi. You can't get any closer. Ok, dù sao thì anh cũng chả vội là anh có thể đi chơi cơ chú. Cái chỗ này là cái Battleground. Cái chỗ này lấy cái viên Orc này để đóng lại kiếm. Chỗ này là phải có cái lửa đúng không? Ok, về cái cơ bản là cái chỗ này nó chả để làm gì. Bây giờ chúng ta phải ra cái chỗ mà Heaven Above. À, vẫn đi ra cái cốt truyện này. À, có cái Heaven Above. Đi gặp cái Seer để hỏi nhiều cái. Mình mà không nên là cái chỗ này nhỉ, chỗ Master Pang để học được kung fu cho cái ông Rat. Cây này bây giờ xịn đấy. Heaven Above. Sardine.
Chỗ này giống kiểu như cái thiên đàng của cái ông không gì nhỉ? À đây này, cái chỗ này là nó rơi mặt đất này. Cái chỗ này như là thiên đàng của cái ông sư phụ mà chuyên như thằng Pocolo à đó. Goku. Who builds a town on a rock in the sky? Long ago, all was peace, all was harmony. Yggdrasil blessed us, faithful servants of World Tree. But shadow fell. Này là đúng kiểu bộ gì à, ma bư rồi. Calamus. Now shadow falls again. Perhaps he returns. Thằng này nó còn kinh hơn cả thằng Modigon. Dark one, hater of life, bringer of death. Luminary, cetacean rider. No time. Come, speak with the elder. These will be the watchers that seer lassie was on about then, eh? It seems they know something of the Dark Star. Come, let us speak with their elder. Thế anh này level cùi quá. Level 3 mấy thôi đánh. Bây giờ là cái đoạn khi mà trước khi cây nó rơi xuống là cái chỗ này là nó bình thường rồi này. Nó không phải như ở kia. Nó như là một cái quần thể này nhá. Đấy, Play of the Legend này sao. Nói chung là khám phá rất là nhiều rồi, khác nhiều nhỉ. Đây có sách, ok. Chắc chắn là có công thức. Ố dề Kai Fit Guy. Chả hiểu cái này đi. What? Hoặc là mình xuống cái chỗ mà Notalika nhỉ, để hỏi xem cái bà ấy thôi. À cái chỗ này là nó có chỗ ăn nghỉ này, rất là hoành tráng. Đây là ngân hàng xuyên lục địa, xuyên thời gian này. Ta thì bỏ thêm được tầm 10.000 người. Wow, rất là nhiều tiền luôn. Ngân hàng xuyên lục địa, xuyên thời gian. Tại làm nhạc. À, mình đi xuống cái chỗ ấy nhỉ, chỗ Notalika thằng này. Cái bà này bà nói gì không? Không ngờ là sau khi end game mà còn rất là nhiều cái để mà làm nhỉ. Trời, đúng kiểu story không rồi mà đã 60-70 tiếng. Game rất là hay, rất là dài luôn. Và có thể chơi lại ở cái phiên bản 2D đã. Rất là nhiều lựa chọn để mà chơi đi chơi lại. Welcome to Notalika. Chờ, ở dưới này là có mấy thằng người cá này. Mình cứ nhầm mà. Thằng này với cái thằng ma bư. Bọn ma bư kia là kiểu watcher. Để xem cô này có tư vấn được gì không. Ok, Meet the Majesty. Ok. For the Peace of Wisdom Line. À, bây giờ chúng ta phải đi giết con cá này. Monster name Bathyfeed. Fear the home outer shell an island. Not eat of water. Cái gì đây? Rồi ăn cần ở ngờ Long Island ra. Trông do mơ mây. Ô, đây là một cái nhiệm vụ phụ à? Ô, ngon quá nhỉ? Not eat. Từ từ, quay lại cái chỗ Notalika. Từ từ, mình chắc mình phải nhớ đó. Đề phòng là chúng ta đánh gắt này. Và con quái gắt thì chúng ta có thể phải đỡ bị ăn hành đúng không? Confession.
Nghe lưu vào số 4. Ok. Ok. Yes. Đây là có một con quái cô nó, là nó lấy trộm cái viên ngọc của cô nữ hoàng ấy. Là cô này cô bảo là mình phải đi phệt khoảng này. Cái này là nó không biết là nó phải tính là side quest không? Hay là một trong những nhiệm vụ chính. Chỗ này nó không có ăn nghỉ. Ok, chỗ này nó không có ăn nghỉ thật. Thế mình sẽ Serena hồi này. Mo hưu. Không có ô hưu. Và multi hưu. Lã này bây giờ mạnh phết. Bây giờ chuyển lên cái chỗ zoom. Sau The Nautica. Nip 2 này. Có cái bản là mình phải đến đâu nhỉ? Nautica. Nautica này lại ra cái chỗ đầu thôi. Cái đường này lên biển. Có cái bản là sao ít. Hay là cái chỗ bờ cũng là cái bờ biển này thôi. Đây này, hình như là cũng vẫn là gần đến chỗ bờ biển này. À, chúng ta sẽ phải sao ít. Tha nó lấy trộm là Tha nó lấy trộm cái đồ của bà này nhỉ? Mất dạy vậy. Chắc là mình sẽ phải đi cái nhiệm vụ chính thôi. Còn cái này mình không biết này. Có thể là mình sẽ quay lại mình chờ ấy sau vậy. Để đỡ mất thời gian các bạn. Ui giời. Ui. Bọn này level cao phết nhỉ. Parallax. Ui 5000 kinh nghiệm ngon quá. Bọn này là level nó ngang level nhân vật chính luôn đấy. Đánh toàn 5000 luôn. Nhưng mà đánh với tốc độ này cứ vẫn còn lâu mới lên được level. Hình như là War map, Nautical map. Meet à này. Meet the Elder Watcher. Sao nghe nó không xem được những cái điểm nhỉ? Hình như phải ra cái chỗ xoáy nước ấy. Ghét là cái bay này nó không tác dụng thì mẹ cha. Đúng ra cái bay này nó phải rất là cao cấp luôn. Cái bay này đúng ra phải rất là cao cấp trong việc di chuyển xung quanh. Nhưng mà đến cái phần này là nó cảm thấy rất là vô dụng. Con này nó lúc nào đánh trước lại chơi. Ui dồi ôi. Chết luôn. Ừ. Cho mày cả lũ mà chết đi. Bây giờ nhân vật chính là gánh team này. Wow, bọn này nó mạnh kinh khủng luôn. Anh đánh phê đây. Mít hiu. Dinh. Dậy đây, ông dậy đây. Tham tôi dậy luôn. Falcon Slash đây. Úi giời, cắt tiếp. Bây giờ bọn này là nó nghiêm túc, nó mạnh ngang level nhưng mà chính luôn. Không phải là vớ vẩn một chút nào. Multi heal này, bây giờ chỉ mỗi ông được multi. Mẹ cha tốn quá. Bây giờ mình sẽ bay lên cái chỗ Calamut. Sao có nhân vật gì đi farm level nhỉ? Xem cái line up này. Chưa nhân vật là phép. What the f...
Có vẻ như là chúng ta còn rất là nhiều nhiệm vụ. À, đi lùa cái thằng cái con quái là nó lấy cái đồ cô nữ hoàng này. Heaven above. Hay có party talk. Vậy chúng ta thử cái party talk này. Thế bọn em nó có đóng góp được ý kiến này. Pick to the elder, ok. Let's have a nice sweet chat, okay. Shall we? Trong trường hợp bí quá không biết đi đâu. Temple of Dawn. Pocolo, ở đâu thằng Mabu. Chơi mình xe đi lòng vòng xem mình có gì ăn không. Chúng là kiểu bọn Watcher này như kiểu bọn Thánh. Kiểu là Celestial như bản 9. Bọn là canh gác vườn địa đàn các kiểu. Chức năng của nó bọn này nó tương tự như vậy. Cái này mình vào rồi à? What the? Sao nhỉ? Chết rồi, cái này mình vào rồi. Song of Aria. Đây là không quan trọng lắm. Mình chỉ quan tâm là cái nào. Fan Access. Quan trọng cái nào của công thức rồi. Từ từ xem. Land here, Backstar, Backstar, Ball, You, Disaster, Oom. Chứng tỏ cái Blackstar này bây giờ còn kinh hơn cái thằng thằng Morrigan. Thằng Morrigan kia chỉ là rẻ rách à. Chỗ này chỗ ăn nghỉ này. Shopping này. Mình không biết ai chơi cái trò này mà có đi mua item để mà búp nhỉ. Mình cảm thấy cái item của trò này vô dụng kinh khủng luôn. Nó không có tác dụng ở nhiều như ở Final Fantasy luôn. Bán toàn thuốc giải độc, ok thì... Ôi mẹ vừa nói xong này, bán toàn đồ ngon này. Wow. Seraph Spear. Cái này thì lạc hậu rồi. Conqueror A Silver Shield này. Mẹ vừa nói cái này lạc hậu xong rồi, toàn đồ khủng. Mirror Ammo này. Angel Rope này. 46.000 à? That's called Instant Death. Cái này né mấy cái Instant Death này. Magic cùng 32, 12, Mending cộng 36 á. Element Attack giảm 18% rồi. Perfect Panacea. Như là thần dược. Mystic of Color Corkum. Mấy cái này có khi mình mua được luôn này. Deal line damage attack. Rim phần wing. Mua mẹ luôn nhỉ, đi rút tiền mua luôn cho nhanh. Tiền chả để làm cái gì. Đây toàn đồ ngon. Đợi chú đợi anh đi rút tiền rồi anh làm việc. Anh giao dịch với chú. Giao dịch với bà Mabu. Khoa học kỹ thuật kinh phết. Mabu tím. Bọn này nó không có gì để nói ngoài mấy cái làm nhạc này. Đây lại Mabu này là kiểu chứng tỏ là cái thần thánh nó là cái bọn này thờ nhá, là không phải là thánh vớ vẩn đâu nhá. Cái này là thần xịn luôn. Giống như là Chúa Giêsu. Thánh nghiêm túc luôn này. Tôn giáo nó nào là cũng thờ một thần này. Không phải là dạng vừa à. Ok, chỗ này là đi lên chỗ Play of Legend này. Mấy cái nhà này là lúc nãy nó rơi đất này. History of Area. History of Time. Born from Area, Pupil of Time. Ok, mấy cái thơ. Chúng là nói về cái vai trò cái bọn này.
cây trồng leo tèo vài cái giống kiểu trên bên hành tinh Namek. Đây này là cái chỗ này, là nó rơi xuống mặt đất này, là cái chỗ này này. Ui đây đây có nhiều dương. Dương ngon quá. Đây là ông trưởng lão này. Trưởng lão Mabu. Thought would wake the luminary, but no. Listen, tell Watcher story. Look. Trưởng lão. Cái này, cái chỗ này là tranh nó kể. Ancient times. Calasmos comes, seeks power. Power of Yggdrasil. Brings evil. Miyama. Miasma. Destruction. Destruction. But Yggdrasil sees. Sends savior. Erdwin. Lumina. Luminary. Ancestor. Rides Cetacea. Crosses Erdria. Gathers companions. Drustan. Warrior. Serenica. Sage. Morgant. Sorcerer. Morgant. Join forces. Make Sword of Light. Long battle. Dark One defeated. Peace return. But if they beat him, what's he doing back? Not know. But know this. Your birth. Your coming. You are light. Light to banish dark. But how? Vô dụng. Seedlings. Huh? Elder. Elder wakes. Elder speaks. Silence. Bọn anh như kiểu ấy. Seedlings of Yggdrasil. Seedling no. Seedlings no. Seedling là mấy cái cây này. Canh cây của Yggdrasil. Yes. Give gift. Follow. Temple of Dawn. Temple of Dawn. Module of Temple of Dawn. Là cái giữa đúng không? Heaven above. Go to Major. Trưởng lão. Hòm rất là nhiều hòm. Ultimate key. Chìa khóa xịn nhất. Đây có gì? Little Devil Dread. Đây là cho Jay thôi. Outfit. Đây học được Dojo á. Dragon Dojo Run. Fire Damage, Ice Damage. Cái nào nhỉ? Hay là cho Veronica nhỉ? Xây rốt này. Sao mấy cái áo vớ vẩn mình có nhiều ghê nhỉ? Ta chỉ cho này sao? Đây là Little Devil Red. Cái này là trong bộ của ấy. Outfit Mischief Maker. Defense 208 tram của mình. Đây chả đẹp gì. Mình thích gì mà thanh lịch. Cái này vẫn cua chuẩn, combo theo cái bộ này. Cái này có dương này, có gì? Ông trưởng lão kia, ông ngủ, ông say vãi nhái luôn. Angel Flock. Ô, cái này là cho Veronica thôi.
Con này vẫn chơi Queen Rope. Con nhìn nhiều ghét nhỉ. Magic Mind này xuống nhiều ấy nhỉ. Defense 143 này. Magic Mending. Ủa cái này giảm nhiều ấy. Nó vẫn mặc được outfit này. Hoodie Tusu. Ok, shut. Shut the app ấy. Đây là mấy cái ông đệ của Luminary này. Morgan này. Morgan này là anh này là môn đồ cùng của cái Master Pang. À không phải là Master Pang mà là đời đầu tiên của mà của cái Grand Master. Anh này là chơi hàng nóng ấy, anh này là hiệp sĩ này. Ranton. Ranton. À, 4 hiệp sĩ. Anh này là Erwin. Anh này như kiểu Dragon Quest 1, 2 và 4 thì Erwin Luminary of Legend. Con này là Serenica. Ở đây có 4 cái tượng rồi, ra rằng nó rất là hot. Ồ, cái này nó thiết kế đẹp nhỉ, nhìn loanh quanh xem. Đây là truyền thuyết Calamod. Thế là mấy con kia là đệ đệ của con Calamod này. Cái con rồng này sao? Noble Dragon alongside Yggdrasil. Con rồng này cạnh này đây. Cái này là Wheel of Time. Bọn này là quái đứng lên trời. Protect the Elder. Ok, chẳng có gì để mà loot này, chúng ta quay thôi. Mình nghĩ là cái chìa khóa này lúc nãy lấy Ultimate Key là mở ra mấy cái cổng, cái cửa mà mình không đi được ấy. Có rất là nhiều cái cửa mình không vào đấy. Cửa thường ấy, không phải cửa đỏ. Chắc là mình sẽ có thời gian này mình sẽ đi, mình lùng hết mấy cửa này. Cửa có ở trên đảo nhiều này, trên đây như cái bản lần trước là cái chỗ Heaven Above này là chỉ có mỗi cái Temple of Dawn này. Nên là bây giờ quay về quá khứ là nó cho mình kiểu là đi được rất là nhiều chỗ nhỉ. Đi được nhiều chỗ mà lần trước mình không biết. Ok. Trong này lại gặp anh Ma Bư Bự hơn. Anh là anh thị trưởng ở khu này. Chung là để chơi đến cái đoạn này đúng không biết là như nào nhỉ? Rất là hay luôn. À bây giờ là mấy cái này nó sẽ kể lại cho mình ba cái cành cây này. Như là lần trước ấy, là nó bắt mình, nó chỉ được mình phải đi đâu. Feelings ancient, sacred, protect land. Feeling here, remember, but not dark one. Not how to beat, but ceilings below, on land, three ceilings. These two remember. Perhaps how to. Bây giờ chúng ta phải đi xuống dưới mặt đất để tìm mấy cái ceiling nhỉ. Guiding light here. Raise hand. Vô dụng cút. Là mình nhớ là cái chỗ ấy kia rồi. Này lấy cái lửa. Nó giống như cái lần trước ấy. Mày quay lại chỗ Battleground. Whoa. Did all that light just get squished down into that little thing? Này đúng là như kiểu chơi lại lần thứ hai nhỉ. Nó y chang kìa. Chỉ một tội là cái lần này là chúng ta không phải đi họp mặt lại team nhỉ. Creator of Erdragon. Awakens power. Power of Luminary. Creator Aria. Help to find. Okay. Shut up. Here, Elder. Elder này sắp ngủ. Elder. Must
must awaken power. Power of companion. Thế này, bây giờ phải thức tỉnh sức mạnh của... Power works, please. Companions have light. Light of hope. Must kindle. Strengthen. Leaves of Yggdrasil. Children of World Tree. Ông này ông ấy thức tỉnh hết sức mạnh của mấy cái nhân vật phụ ấy. Ngon quá nhỉ. Vãi, learn new spell. Ok, nhưng mà bây giờ vẫn phải farm lại. Unleash and the level increase. Ok. Rekim Orem or the play with it. Ok, sử dụng Doom. Doom. Oh yeah, I feel amazing. Thằng này vẫn đang sống ảo. Some say light brings dark. Luminary brings dark one. Not so. Mistaken. Luminary must end. Break the circle. Break cycle. Ick Dragon Blessing. Ông này ông chết luôn. Chỉ ngủ. Waking tires Elder. Walking tires Elder. We will carry. Xàm rồi. Very well, to the lands below. Let us seek out these seedlings. Cái seedling này mình đoán là mấy chỗ rồi. Ở trên cái chỗ Phang Lao ấy cũng có một cái seedling. Nhưng mà ở trên cái chỗ tương lai kia là mình không sử dụng được. Cái seedling này là nó cho mình xem được cái vị trí của cái con ấy. Cái vị trí mà lần trước mình giết thằng Morrigan. Nói chung là cái này nó gần như nó khai thác lại những cái gì mà cái bản trước là nó không ấy được ấy. Ở tương lai là chúng ta không. Nên là bảo là game cộng thì không phải nhỉ. Như kiểu cái này là nó là kiểu nó vẫn tiếp tục câu chuyện ấy. Nhá. Chứ tên là không phải là game cộng. Heaven Above. Em biết gì không? Holy. Này, nó nói luôn cho mình ấy. On the mountain of discipline of training. Rang Rila này, ok, được rồi. Selaline can take you but not the only way. Faster, ok. Cái đấy là có thể là bay đến luôn mà chúng ta có Zing này. Zing này sau đến zoom mà đến chỗ Rang Rila. Lona Lulu. Thường nó ghi mẹ luôn trên ấy của mình. Đây này, Angrila này. Angrila ra chỗ Puerto Valor này, đi ra. Hoặc là bay phát đến đấy này. Quá đơn giản. Xem mấy chú này, đây này, có ngay cái đoạn này luôn này. Từ từ để mình lên mình thăm cái ở bà Master Pang. Can you be Crown Prince of Dandrasi? Okay. The Grandmaster of the Right at the Night. Oh. You find a Grandmaster Field of Discipline. Ở quá khứ này là bà Master Pang này, bà không chết này. Thắt the seedling. Này là anh Erwin. Anh đúc kiếm ấy. Ô, vẫn thế á. Vẫn phải đi ra đúc à. Cửa ánh sáng. Có con voi, con cá voi này.
saw that too, right? Yes. That man. The mark on his hand. You don't think... Oh, you don't think... Aye, I do. And I've a feeling you've the same instinct, laddie, eh? That was Erdwin. Erdwin. A luminary of legend. Well, we've seen that they forged the Sword of Light together. But that doesn't tell us what happened with Erdwin's lantern. We need another seedling, laddie. Chả nói gì. Không nói vì điều đầu mối. Phải đi tìm mấy cái seedling. Từ từ đến như mình sẽ đi thăm cái bà Master Peng. Cái bà này bà có vấn đề này. Ôi thầy nó cho mình quét. Hello, cái này nó cho mình rồi. Quét này là cái quét lần trước. Cái gì đây? Boost to Raph Magical Power. 3 times on the tomb Vipa. Đây là cái để nâng cấp này của Raph. Sniff phần 2 này. Eat what in the Nafel. Free book to feel wonderful. Unlock unfold. Ok, phải đi ra cái chỗ thư viện của bên này. Cái này là nhiệm vụ phụ là mình sẽ đi làm ngoài kia mình không ấy. Có rất là nhiều cái nhiệm vụ phụ để mà làm đâu. Bây giờ là về quá khứ là gần như là câu chuyện nó khác hẳn đấy. Xem là em nào. Đây là chỗ như ấy. Mình cần gặp Master Peng nhỉ? Không phải là gặp bọn này. Quay Master Peng, tôi nhớ hết mà. Master Dread. Ô, cái này là một cái ấy khác. Cái này mua này. Mua mặc cái đẹp à? Spirit Staff này. Cái này đúng kiểu như bên tờ bên Nhật này. Em 12.000 rẻ. Cái này là kiểu là cái selection nó khác. Nó không nhất thiết là nó phải trùng với cả cái mình mua. Mua mẹ cái Butter Red này mình cái máu. Jay. No. Cô này bây giờ là cô ấy. Lâu lắm rồi mình mua trong shop nhỉ. Jay này sao cái có outfit nhiều. The Bunny Warrior Princess Scarlet Slayer. Wow. Thế mà lần trước mình không mua nhỉ? Hay lần trước nào có bán đâu nhỉ? Mình chả nhớ luôn. Cái thằng này là nó nhớ trên này này. Bây giờ là nhân vật là tăng lại hết rồi này. Đến đoạn này là gần như là chơi lại một game mới. Lại áp. Úi dồi, nhân vật lại búp hết lên. Bây giờ là còn đợi còn cao cả nhân vật chính luôn. Từ xem cái character builder của cái Veronica này. Mở này. Mở y chang của Serena. Y chang luôn. Cũng kiểu kiểu ấy nhỉ. Y chang. Ui thầy nó mở lại hết cái chiêu của nó này. Wow, có thể ngồi đây mà tăng. Ngồi để phải ngồi lại tăng nhỉ. Ok, dù sao thì từ thầy nó lại vẫn là cái quét lần trước. Ok. Quét này là chúng ta phải combo với cái anh Henrik. Wow, trò này có rất là nhiều cái để mà làm luôn. Không phải là... Không phải đơn giản một chút nào. Từ. Nãy mình nhớ chưa nhỉ? Chắc là mình phải dừng rồi mình nghỉ. Rồi mình sẽ quay lại các bạn sau. Ok, chắc là mình sẽ dừng và mình nghỉ ở đây tập này rồi. Mình sẽ quay lại với các bạn sau. Mình sẽ dừng mình đi tăng hết cái chỉ số lại này. Cho nhân vật mạnh. Sau đi tìm hai cái mà seeding. Nó loanh quanh ở đâu ấy. Hỏi xung quanh xem nó ở chỗ nào.
Chắc có chả gì khó đâu. Mình nhớ là nó ở mấy cái vùng mà mình hay đến. Sao đi gặp Master Peng? Rất là nhiều cái để làm. Sao đi giải quyết cái nhiệm vụ phụ của cái cô gì nhỉ? Cô nữ hoàng ở dưới biển. Ok, như thường lệ, nếu các bạn đã thấy video hay, xin like, chia sẻ. Và để xem tiếp được cái series này thì hãy đăng ký cái kênh của mình và trên YouTube và nhấn cái chuông. Sau mình có để một cái link trên cái kênh Discord, nếu các bạn là muốn giao lưu trực tiếp mình sẽ vào cái trang này để có thể giao lưu với mình và tham dự nhiều buổi mình có thể nói chuyện nhiều game trên Switch ấy. Sau nếu các bạn là muốn support cái channel mình để mình cover được nhiều game hay hơn trên Switch và nhiều game offline hay mà mình chơi cả game ấy. Và mình muốn là mình có thể có được cái nhiều cái khả năng mình sắp được 100% nội dung mình làm trên cái channel mình để về sau chúng ta có một cái thư viện game chơi lại mà xem được toàn bộ cái nội dung ấy mà mình có thể xem được bất kỳ lúc nào mà cái nội dung truyền tải là tốt ấy. Không nhất thiết phải stream này stream nọ ấy. Thì các bạn là bằng việc để các bạn có thể support mình bằng cách mời mình cốc cà phê mỗi tháng qua cái link bên dưới hoặc là qua trở thành supporter của mình trên Patreon ấy. Bằng việc trở thành supporter thì các bạn có thể download được nhiều cái nội dung tốt nhất trên cái channel mình và sớm nhất. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể ghi được tên của mình trên các video mình làm ra trên cái channel mình ngày. Mình xin cảm ơn các bạn theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn ở một tập khác.